Thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, hôm nay tức ngày mùng 7 Tết, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về dự và phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Thìn tại xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Cùng đi có Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm nay được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức tại xã ven biển Kim Đông, huyện Kim Sơn. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước nhấn mạnh thực hiện lời dạy của Bác Hồ, phong trào trồng cây đã phát triển sâu rộng trong cả nước nhằm xây dựng một môi trường sống an lành, phục vụ cho sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Nhờ thực hiện việc trồng rừng đã tạo ra việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho một bộ phận lớn nhân dân ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Từ đến thời điểm hiện nay, về cơ bản, Việt Nam đã hoàn thành dự án trồng mới 5 triệu hectare rừng, ngăn chặn được tình trạng suy giảm rừng, đưa độ che phủ lên 40% vào năm 2011. Kêu gọi đồng bào, đồng chí, các cụ, các bác, các anh, các chị, các em thanh niên, thiếu nhi cả nước trong những ngày vui Tết đón xuân Nhâm Thìn 2012, hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng. Mỗi người trồng cây, mỗi nhà trồng cây, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, trồng cây chắn gió, bảo vệ đê, chống xói mòn đất, chống cát bay. Trồng cây trong thôn xóm, dọc đường giao thông nông thôn, vùng ven biển, biên giới, trên các hải đảo, vùng đất trống, đồi núi trồng. Cùng tham gia trồng cây với địa phương, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục triển khai những chính sách biện pháp cụ thể, hiệu quả nhằm động viên khuyến khích phong trào trồng cây, trồng rừng, đáp ứng yêu cầu kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh, góp phần giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đồng thời, tăng cường việc bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép, đưa lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước. Cũng tại Ninh Bình, Chủ tịch nước đã đến thắp hương tại đền thờ Dinh Điền Sứ Nguyễn Công Trứ, người đã có công khai hoang, lập ấp, tạo ra một vùng ven biển rộng lớn, gồm có Ninh Bình, Nam Định và Thái Bình. Nhân dịp về dự và phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến chúc Tết Đảng bộ, quân và nhân dân Ninh Bình. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận và biểu dương những thành tích của tỉnh Ninh Bình đạt được, đồng thời động viên Đảng bộ, quân và nhân dân Ninh Bình tiếp tục nỗ lực đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra trong năm 2012. Trong đó, tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng địa phương. Bên cạnh đó, Ninh Bình cần tập trung làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4. Và con số 15, chúc Tết cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà lực lượng công an tỉnh Ninh Bình đã đạt được và bày tỏ mong muốn cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ đắc lực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cũng trong ngày hôm nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về dự lễ hội tịch điền Đội Sơn tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã xuống đồng cùng hàng ngàn người dân địa phương tham gia mở đường cày đầu tiên, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Đông đảo bà con nông dân xã Đội Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã vui mừng đón Chủ tịch nước về dự lễ hội xuống đồng, hay còn gọi là lễ tịch điền. Vào năm 1987, đây là nơi vua Lê Đại Hành thực hiện lễ xuống đồng lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa và khuyến khích người dân hăng hái tham gia sản xuất. Lễ hội tịch điền được tỉnh Hà Nam khôi phục vào năm 2009 và đã trở thành một lễ hội nhiều ý nghĩa, chứa đựng sự giàu có cũng như sức sống mạnh mẽ của văn hóa dân tộc. Trong lời phát lệnh mở đầu lễ hội, mở đầu cho một năm mới với hy vọng mùa màng bội thu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, lễ hội xuống đồng đầu năm mang một ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ nhằm ôn lại và giáo dục cho con cháu truyền thống yêu lao động của cha ông, mà còn đề cao đức tính chăm chỉ, cần cù của người nông dân, cũng như vai trò quan trọng của nông nghiệp trong nền kinh tế đất nước, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn.
trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa. Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí, thưa bà con nông dân, lịch sử Việt Nam qua các giai đoạn đã chứng minh, dù bất cứ hoàn cảnh nào, thì nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn là cơ sở vững chắc, là nền tảng cho sự phát triển của đất nước ta. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã và đang đi vào cuộc sống. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, khi cả nhân loại đang đứng trước những thách thức lớn, vấn đề an ninh lương thực càng phải được chú trọng. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước mong muốn chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai với những bước đi cụ thể, vững chắc trong từng giai đoạn, phù hợp với đặc điểm từng địa phương, giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam. Hà Nam với ý nghĩa ngày hội xuống đồng cũng còn là dịp phát động phong trào thi đua sâu rộng trong nông dân, nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 11 của Đảng về phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã xuống đồng cùng bà con và tham gia mở đường cày đầu tiên.